Bé Nguyễn Minh Phúc 4 tuổi, ở nhà bé Phúc có tên gọi là Seven. Đây chính là con số 7 kỷ niệm khi khoác áo cho đội Đà Nẵng của chàng Nguyễn Minh Phương. Minh Phương, một cầu thủ, một tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam với khả năng kiến tạo đa dạng. Trong 17 năm đá bóng chuyên nghiệp, anh đã 73 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và đạt nhiều huy chương cao quý. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhớ mãi về anh, đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp trong trận AFF Cup năm 2008. Thật sự đối với Phương thì chưa bao giờ, thì bố đi thi đấu và đi làm xa thì cũng đã không có thời gian để mà chơi với con. Thật sự đây cũng là một cái dịp để trải nghiệm, để biết đâu sau cái chương trình này nó có nhiều cái cuộc chơi với cha con nhiều hơn. Cha Nguyễn Thanh Bình, đồng môn của cầu thủ Nguyễn Minh Phương, cùng con gái là bé Phan Huỳnh My 4 tuổi, có biệt danh là Cherry. Xuất thân từ xứ Bưng Biên, Phan Thanh Bình đã là một trong những cầu thủ trẻ tuổi nhất được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam và là một trong những tiền đạo chính ghi được nhiều bàn thắng đẹp. Bên cạnh đó, Phan Thanh Bình còn là một cầu thủ có khuôn mặt điển trai và anh còn bén duyên với các chương trình truyền hình, phim ảnh. Hai chú, hai bố con thì giống như là như một đôi người bạn. Lúc nào đi đâu cũng có nhau, đi cà phê cũng đi chung. Chào mừng hai cha con đã đến với chương trình Cha Con Hợp Sức. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm tại vùng đất thuộc đồng bằng sông Cửu Long nhé. Seven đi đảo khỉ chưa? Ở đâu? Con đi đảo khỉ chưa? Con thích đi đảo khỉ không? Vậy con giờ con thích đi đâu? Ba, đảo khỉ là gì? Đảo khỉ là nó có nhiều con khỉ á. Trời ơi. Từng nhiều năm là đồng đội rất thân trong đội tuyển quốc gia Việt Nam lẫn ngoài đời, nhưng cả hai bây giờ đều là những ông bố trẻ. Và hôm nay, họ lại phải đối đầu với nhau trong chương trình Cha Con Hợp Sức tại tỉnh Long An. Hai gia đình thì rất là gần, tại từ xưa đến giờ thì cũng chơi rất là thân. Tại vì mình thì cũng thi đấu từ hồi đội tuyển trẻ đến đội tuyển lớn của Việt Nam, thì cũng đã anh em thi đấu chung rất là nhiều. Và bây giờ cũng về chung một cái lóc ở chung cư. Cứ cuối tuần là đi làm xa về mà có thời gian rảnh thì phải ngồi với nhau để cả cà phê, uống một vài chai bia, rồi tán gẫu, rồi có những cái gì chia sẻ, kể cả trong cuộc sống, kể cả trong công việc. Hôm nay chia sẻ luôn rất là nhiều. Và bây giờ hai người bạn, hai tuyển thủ kỳ tài lại cùng con đi chung một chuyến hành trình đến vùng đất thuộc đồng bằng sông Cửu Long, đó chính là tỉnh Long An. Nhiệm vụ đầu tiên tại nơi đây là truyền thông tin qua bộ đàm tại vị trí quy định, tra lần lượt giải gợi ý của chương trình và truyền thông tin qua bộ đàm cho con đi mua. Tổng cộng có 5 gợi ý, mỗi gợi ý là tên của một loại đặc sản ở Long An. Trong tổng thời gian 15 phút, mỗi món đồ mua đúng với đáp án do chương trình đưa ra được một huy hiệu. Yeah, ok rồi, Quỳnh My cầm này lên, đây là mục tiêu của bạn đó nha. Đúng rồi. Dụng cụ cho con đi chợ là một cái rổ để đựng thực phẩm và 100.000 đồng dành cho hai con đi chợ. Chưa hết, cha và con mỗi người còn có một bộ đàm dùng để liên lạc với nhau. Nhiệm vụ của con là mua cho ba một trái thanh long màu đỏ. Dạ, con đồng ý, con sẽ mua cho ba nhé. Nhớ mua đúng đồ nha con. Dạ. Giỏi, ngoan nha. Coi mua thanh long. Rồi, đâu có chưa, nó mua thanh long đâu. Con muốn mua thanh long rồi con. Thanh long đâu rồi ta? Theo bản thân mình nghĩ thì thực sự là bé có một cái tính rất là ôn hòa với mọi người. Bé không có ngần ngại cái việc mà phải nói chuyện với một người lạ. Con mình thì nó có hai đứa, thì mỗi đứa thì nó hai cái tính cách nó cũng khác nhau. Cái đứa đầu thì nó cũng rất là tự tin, rất là hoạt bát, và cháu nhỏ thì thiếu cái phần đó. Rồi, cái món đồ đầu tiên nhỏ hơn hạt thóc trong ngọc trắng ngà. Khắp muôn vạn nhà, ai ai cũng có. Là hạt gì? Mua gạo đi con ơi. Hả? Con ghé chỗ nào mua gạo cho ba đi. Dạ. Chị Ghi ơi, nhiệm vụ của con đã thay đổi rồi. Con mua cho ba gạo nha. Dạ. Ghé chỗ nào mua cho ba nửa ký gạo. Dạ, biết rồi. Cái gạo là cái hạt cơm á, cái hạt cơm ở nhà bà Út nấu cho con ăn á, Quỳnh My.
Con nghe ba nói là hộp gạo ạ. Đúng rồi, hộp gạo á con. Con mua cho ba nửa ký gạo nha. Dạ, con biết rồi, đó là gạo đúng không ba? Nó là gạo á. Dạ, con nghe rồi. Mua gạo đâu? Ở nhà bé cũng hay có thời gian đi mua cùng với cô Út. Bé sẽ mua được. Con lại gặp chỗ bán gạo, con nói bán cho con một ít gạo thôi. Cô ơi, cô bán gạo không cô? À. Mua mấy ký. Gạo mấy thằng kia kìa con. Bé bệnh á. Mua cho ba nửa ký gạo. Nặng quá, ba sợ nặng quá, thôi con mua một lạng cũng được. Mua một lạng đó con. Dạ. Con mua một lạng thôi. Một lạng. Con mua một lạng gạo thôi nha. Một lạng đó. Một lạng thôi, nặng một lạng. Một lạng thôi nha. Dạ. Đâu rồi ta? Không biết. Rồi, nhanh lên. Lần đầu tiên và cũng rất là ít gần gũi với lại con, tại đi làm xa. Chắc cái này là ưu thế của mình. Ba mua gì? Một lạng gạo cho ba. Gạo á, gạo để nấu thành cơm á, một lạng gạo á. Cơm. Coi chừng nó đi lại cái tiệm cơm á, nó mua hộp cơm. Cơm. Quỳnh My ơi, Quỳnh My nghe ba nói không? Dạ, con đi nè. Con mua được gạo chưa? Con không biết gạo đâu. Sếp Văn ơi. Dạ. Dạ. Con mua được chưa? Chưa. Con mua được chưa? Chưa. Mà bấm vô con trả lời. Con tìm được chưa? Trả lời ba coi. Chưa. Ba mua gạo phải không? Một hộp hay hai hộp? Một hộp. Quỳnh My đâu rồi? Có đây nè. Alo. Alo. Quỳnh My là con trả lời là con phải bấm vô cầm cái bộ đàm lên. Con bấm nút vô con nói thì ba mới nghe được nha. Dạ. Mua gì cô bán cho? Mua bột mua nhiều hết, mấy ký? Một ký hả? Con có bao nhiêu tiền? Quỳnh My cầm bộ đàm lên trả lời cho ba nào. Dạ con đang mua nhưng mà nó con không có tiền để mua. Tiền để trong cái phong bì đó con. Dạ con. Tiền đây nè hả con? Hết bao nhiêu đây luôn hay là mua sao? Một ký rồi. Quỳnh My đã mua được chưa? Mua gạo chưa? Dạ con mua được rồi. Oh yeah, chúc mừng con. Nắng chứ. Nhiều dây nịt quấn thân tròn, mềm mềm dẻo dẻo, cớ sao gọi đòn. Là cái gì? Này không biết phải không? Đúng không? Dây nịt quấn thân tròn, mềm mềm dẻo dẻo, cớ sao gọi đòn thì bánh tét. À, bánh tét. Chơi khó hả? Chơi giải cái này hơi khó. Con không biết chỗ mua gạo hả? Con hỏi người ta đó. Không biết. Tìm được chưa con? Chưa. Con hỏi người ta đó, hỏi mấy cô bán hàng á, mấy cô chỉ cho. Rồi. Mua được chưa? Rồi. Trả lời cho ba coi, Vân. Rồi. Chị mua gạo phải không? Con. Tiền trong đây phải không? Rồi, để cô bán cho con nha. Mua được chưa con? Rồi. Ba, rồi. Rồi, bây giờ chuẩn bị mua cái tiếp theo nha. Ba một cái thôi. Con hiểu không? Con trả lời cho ba nghe nào. Dạ con gửi. Bánh tét có cái lá tròn tròn á, lòn tròn cái có lá, cái quấn dây ở ngoài đó con. Cô có bánh tét không? Bây giờ con đi tìm mua cái đòn bánh tét đó cho ba nha. Mình nghĩ thì cái gợi ý thứ hai cũng không có khó lắm. Mua một lạng gạo thôi. Dạ. Con mua được chưa? Alo, Vân ở đâu rồi? Con đây. Con mua được gạo chưa? Rồi. Bây giờ con mua cho ba cái bánh tét nữa nha. Hả? Con không biết thì con hỏi cô chỉ cho. Không, một lạng.
Cherry à, con tìm thấy được chỗ bán bánh tét chưa? Con trả lời cho ba biết đi nào. Dạ, con biết bánh tét ở đâu? Con phải hỏi người ta. Con hỏi cô chú ơi, chỗ nào bán bánh tét dạ? Cô chú sẽ chỉ cho con nha. Mình nghĩ thì thực sự là những ngày Tết á, thường sẽ có bánh tét. Ví dụ như có tiệc, có đám gì ở nhà, ở quê thì nhiều khi cô Út cũng hay mang bánh lên để trưng. Cho nên bé chắc bé cũng sẽ hiểu, sẽ biết được cái bánh tét đó. Bánh tét ở đâu vậy cô? Quỳnh My ơi, trả lời ba nè, con đã tìm được chỗ nào bán bánh tét chưa con? Hả? Dạ chưa. Bánh tét đâu vậy cô? Con đây. Xe Bình ở đâu rồi? Con nè. À. Trả lời ba đi Bình. Con nghe ba nói không? Con cứ từ từ con hỏi người ta không có sao đó. Từ từ không có sao đó nha. Dạ. Mua bánh tét cho ba nha. Mẹ. Ráng lên con, ráng lên nha. Không có sao đó, từ từ bình tĩnh hỏi mấy cô chỗ bán bánh tét ở đâu. Dạ. Con không mua. Nghe đây con. Dạ con đang đưa tiền nè. Đưa tiền giờ một đồng bánh như mặn. À con tìm được rồi đúng không? Con đang đưa tiền trả cho người ta đúng không? Mấy chú cầm giùm con đi. Cầm giùm con. Con cầm ấy, con bê, con bưng. Quỳnh My ơi, ba hỏi con là con đã tìm được chỗ bán bánh tét chưa? Giỏi quá, oh yeah, chúc mừng Quỳnh My nha. Và bây giờ con sẽ chờ chuẩn bị nhiệm vụ tiếp theo nha. Dạ được rồi, nhưng mà con cầm nó nặng lắm. Con cầm nó nặng hả, ba biết rồi, nhưng mà không sao đâu. Tí xíu nó sắp hết rồi nha. Bây giờ ba sẽ đọc cho con nhiệm vụ tiếp theo, con chờ ba nha. Dạ. Láng lên nha bên ơi, con mua được chưa? Con mua cái gì? Cô chỉ cho con mua. Con mua gì hết hả? Không. Sao Vinh khỏe không con? Gắn lên con, gắn lên đi con. Đã từng phiêu bạc đảo xa, trong là ruột đỏ, ngoài là vỏ xanh, là quả gì? Đã từng phiêu bạc đảo xa thì giống như sự tích dưa hấu đó, là như là mai ăn tim vậy đó. Thì dưới cái chi tiết ruột đỏ và vỏ xanh thì chúng ta cũng có theo được. Con mua cho ba trái dưa hấu nha. Trái dưa hấu phải không ba? Đúng rồi con, chính xác, trái dưa hấu. Con tiền mua cho ba trái dưa hấu nha. Dạ được. Wow, Quỳnh My giỏi nha. Quỳnh My nãy giờ giỏi hơn Sếp Vinh rồi đó. Quỳnh My mua được nhiều hơn Sếp Vinh rồi đó. Quỳnh My cố lên nào. Bán cho con một cái dưa hấu. Con mua một trái nhỏ thôi, nhiều quá mình ăn không hết đâu nha con. Ba, con đã mua được rồi. Oh yeah, chúc mừng Cherry, con gái ba giỏi quá. Con cố gắng mua một món cuối cùng nữa là chúng ta sẽ chiến thắng đó. Dạ được. Thân tròn, nâu đỏ, thơm thơm, đặc sản Cần Giuộc, bạn ơi mua liền. Là gì đó? Con mua được chưa? Chưa. Ráng lên đi con, hỏi cô chú bán ở đâu chỉ cho con mua. Đã không mua. Thôi ráng lên đi con, chơi mua đi con. Không mua. Ráng lên đi con, không có sao đâu. Con gại đi mua đi con. Chơi đi, chơi mới thắng được chơi gì chứ. Không có sao, nó đi chơi mà. Giờ con hỏi cô ơi chỗ nào bán bánh tét nha. Giỏi nha. Ừ, ngoan lắm á, trò dễ thương lắm, thương quá cả. Trái dừa, con tìm mua cho ba trái dừa nha. Trái gì ở đâu vậy cô? Trái gì á? Trái gì? Con biết trái dừa chưa? Con trả lời bộ đàm cho ba nghe đi. Trái gì? Trái dừa á con. Trái dừa à? Bán cho con một cái dừa. Con biết được trái dừa chưa? Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ con hãy lộ bộ trở về chỗ ba ngồi nha. À, cô được hỏi cô ở bán bánh tét ở đâu? Không mua. Thôi đi mua đi con. Không. Không mua. Con nặng nã lên. Con chơi với ba mà. Là đi chơi mà. Nè, nè chơi đi mua nè. Chơi đi mua đồ giỏi không kìa. Nè. Không. Đồ giỏi không? Không, không mua. Con mua được gạo là con giỏi lắm rồi, đúng không? Không. Thật sự cháu thì rất nhát thiệt. Tại vì cháu cũng ít đi ra ngoài trao đổi và giao lưu, kể cả gặp những người lạ.
thì cháu không quen, nhưng mà hy vọng sau cái chương trình này thì cháu sẽ dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn. Một cái thôi. Dễ mua mà. Một. Thôi được rồi, con có mua được rồi ha. Dạ ok, để con cầm về đi. Ô Quỳnh My ơi, chưa xong. Ba quên nữa, con còn có một nhiệm vụ cuối cùng mới hoàn thành được. Thôi con cầm nặng mà con, chắc con mỏi tay lắm, con muốn đi về thôi. Bây giờ con để xuống nha, con để xuống cái, để cái rổ đó xuống đi, rồi con đứng ngay tại chỗ con chờ ba đưa cho con nhiệm vụ tiếp theo nha. Dạ con còn hả? Bây giờ ba muốn mua gì nữa? Cây xiên xiên lá xanh xanh, hoa trên cành, trái dưới đất là trái gì? Đi đừng có khóc nữa. Ừ đó, thấy chưa? Mang được ô Quỳnh My đã trở về. Ơi nặng con. Nặng đó, con để đây nè con, để đây. Yeah. Rồi, xếp bình, dây cho bình đi con. Yeah. Đúng rồi. Mẹ con mua được trái dừa. Đúng rồi. Trong nhiệm vụ đầu tiên thì bé Cherry đã xuất sắc khi mua được 4 món đồ do cha Bình giao. Nhưng do ở gợi ý thứ tư, cha Bình đã giải sai đáp án nên Cherry chỉ mua được 3 món đồ đúng, tương đương với 3 huy hiệu. Còn Steven vì còn quá nhút nhát và mới tham gia hành trình nên còn nhiều ngượng ngùng. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ra chợ nên anh chàng chỉ mua mỗi gạo thôi, tương đương với 1 huy hiệu. Không muốn đi chợ hả? Không. Vậy mai mốt ba nhà con mua rồi con mua được không? Ráng lên con mới giỏi cho hình hài chứ. Ba ít dẫn đi con đi mua chợ phải không? Mai mốt bà dẫn con đi chợ nhiều, con mới biết con mới mua đúng không? À, ok. Hai đứa con sẽ bị bịt mắt lại và cùng đồng thời thò tay vào những cái lồng kính để xem ở trong đó là cái gì. 1, 2, 3, ba cái gì? Ba cái này. Rồi, vậy cho Bình thắng. Yeah. Mình thắng nha, con xuống một. Ok, rồi chúng ta nhường qua cho Seven chơi trước nha. Trời ơi, con thấy gì hết? Không thấy gì hết. Nhìn ở dưới đi mới thấy được. Đừng có thấy đâu. Nhiệm vụ tiếp theo là sờ và đoán. Sau khi bị bịt mắt, cha và con cùng sờ vào thùng kín để đoán xem trong đó là vật gì. Cha viết, còn con nói đáp án của mình. Mỗi đội có 5 lượt, luân phiên sờ và đoán, thời gian 30 giây một lượt. Mỗi đáp án trùng khớp với tên vật mình đã sờ thì được 1 huy hiệu. À, con biết cái này rồi phải không? Đừng có nói nha. Biết rồi. Đừng có mở mắt ra, con bịt mắt lại nha. Mắt lại. Biết chưa? Biết rồi. Biết này không? Biết. Trời ơi con. Thôi đừng có nói nha. Anh có yêu. Seven copy, Seven chơi ăn gian. Chơi ăn gian. Con không có dở cái đó ra nha Vân nha. Nghe không? Dở đó ra là hết vui rồi nha. Dở ra nha chưa? Rồi chơi đi nha, chờ ba nha. Chờ ba để vào đó mình sợ cái món gì nha. Tôi sợ. Đâu có gì đâu mà sợ. Đúng rồi. Nè, chơi đi nè, chơi đi, thọt chơi đi nè. Chơi đi ba nè. Trái này trái gì ta? Trái ổi. Trái ghi nha, có đúng không nha? Thấy. Món đã tới rồi đó. Con đừng có nói nha, con đừng có. 4, 3. Ơi. Hả? Cái đó là cái gì vậy con? Là xe. Xe. Bây giờ tới món thứ hai rồi đó, chúng ta sẽ đoán chính xác nha. Con sợ. Không sao, nhưng mà bây giờ nè, nhưng mà sờ vào đó xong rồi ba ghi trước và con sẽ nói sau nha. Này không sao, có gì đâu. Đó, con sờ đi. Thấy không, nó là cái gì nè? Đó. Con sờ đi. Cây cây. Cây này cây gì? Cây khúc, cây gì? Đó là cây chổi. Cây chổi. Cây chổi. Cây
Cây mía hả? Oh yeah, đúng rồi. Yeah, yeah cho bà, yeah cho bà. Yeah. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy sếp anh? Thôi không được nói, không được nói nha. Không được nói à. Cái này cái gì vậy con? Trái. Cho ăn keo. À. Ăn keo thôi, ăn keo. Yeah, 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 yeah. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì con? Cái gì? Hả? Nè con cầm đi. Nè con cầm luôn, con cầm ra luôn, cầm ra luôn đi, cùng đi cầm ra luôn. Ừ, rồi cầm trên tay đi nha con nha. Rồi. Cái đó cái gì vậy con? Cây nón. Yeah, đúng rồi. Con của con á, cái đó của con á, đây đây. Mày con á. Cái mặt nó đâu? Ô, mình mi giỏi quá, mình mi giỏi quá. Đừng. Đừng, đừng. Quạt tay vô, quạt tay vô, quạt tay vô. Quạt tay vô, quạt tay vô, quạt tay vô. Ôi trời ơi. Nó sợ rồi. Biết con còn nói con gì không? Ếch. À. Ếch trời lắm. Ủa cho con mở mắt ra đúng không? Quên quá ơi. Quên quên rồi, nhỏ đâu mất tiêu rồi giờ, đi mất tiêu rồi. Mi lên đây, Mi lên đây con. Chơi đi, chơi đi lên đây. Con muốn à. Rồi. Đứng, đứng dậm mua. Trắng. Con gắn đúng rồi. Rồi. Con gì hay ăn ở nhà đó. Con gì con nói đi chơi đi, con đi. Con gì mà con gì nhỏ lượn mút cho con ăn á. Trắng. Con gì? Không mở ra. Con gì bút dài dài mà bút thấy ấy nhỏ ra cho con ăn á. Con chăn. Con gì không phải con chăn, con gì con chăn. Con gì mà ăn chung với cơm ở nhà nó nhỏ bút thấy cho con ăn đó. Kho cho con ăn đó. Nó nhỏ dài đó. Đúng không? Con gì? Con rắn. Không phải con rắn luôn. Giống như con rắn đó con gì? Trăng. Giống như con rắn đó con gì? Con nhỏ nó trơn trơn á. Rồi mình mi. Đúng rồi. Con lươn đúng rồi. Vậy con hay ăn đó, bút trắng. Lươn. Phải rồi. Để con lươn ở trong chữ nè. À, con lươn dịch trong chữ. Trong những lượt đoán đầu tiên thì Seven đã can đảm sờ đồ vật trong thùng kín. Nhưng chỉ vì tính tò mò mà hé khăn bịt mắt ra nhìn nên đã phạm luật. Nhưng trong lần thứ tư thì đụng phải một con vật sống nên anh chàng đã mất sự can đảm vốn ít ỏi của mình rồi. Rơi rơi lắm. Seven không được tháo ra. Rơi lắm mà. Thôi gắn lên con, gắn lên. Thôi là thua đó, coi là thua. Nắm tay ba này. Tính con mình nó gặp người lạ nó đã nhát rồi, huống chi là nó gặp những cái con vật lạ. Thậm chí với tính cách của cháu thì cháu có những con nhỏ thì cháu cũng rất là sợ. Nhưng huống chi là những cái con lớn lớn. Nắm tay ba này, nắm tay trên tay ba này. Nắm trên tay ba này, nắm đây nè. Ơi, ghét ghét ơi. Rồi, con này là con gì? Seven không được tháo ra. Con kia cạp cạp là con gì? Con gì? Con đất là con gì? Trời. Con gì? À. Đúng. Nó thì giả thôi. Tại vì sao nghe tiếng tụi giống con gà quá nhưng mà sờ cái chân nó phải vậy. Phải sờ cái chân này. Sờ kỹ mà sờ cho cái mỏ nó chịu. Sờ cái mỏ nữa. Sợ lắm. Ừ, không có kéo con lên. Con gì nữa vậy? Không có kéo lên. Con gì nó dài quá vậy? Rồi bây giờ nha, đâu tay con đâu rồi? Hả? Con sợ không? Có gì đâu mà sợ. Đúng rồi. Thôi thì bây giờ ba diễn tả cho con nha. Ba diễn tả cho con nha. Ba lấy bóp đi con bóp đầu.
con gì mà ở nhà mà bà Út hay làm cho con ăn á, bảo là hay làm cho con ăn mà nó có một cái khứa cá lóc. Phải không con? Đúng không? Đúng rồi. Là cá lóc. Sao Năm được đoán gia đình của ba Minh Phương? Bé Phúc đoán được một đồ vật đó là bằng keo. Còn bên gia đình của ba Thành Bình, bé đoán được ba. Nhưng mà hai còn lại là bé, trong lúc mà ba Bình bắt thì ba không thấy bé dở bắt, là bé dở Bình bắt là bé nhìn. Cho nên là chốt lại thì bé cũng chỉ đoán được đúng một thôi. Tại con không muốn nhắm mắt đâu. Con gì mà ở nhà mà bổ là hay làm cho con ăn mà nó có một cái khứa cá lóc. Cá lóc. Đúng rồi. Không mở ra. Cho Bình Minh. Đúng rồi. Con lươn đúng rồi. Cảm ơn chú. Anh nhớ cái đó được. Chơi hồi nãy con thấy có vui không? Dạ vui. Vui rồi sao nữa? Vui nhưng mà con thấy em sẽ vần rất là đang chơi trò nhưng mà nhìn quá nhiều lắm nhưng mà hơi thua chút nhưng mà hai cái. Vậy hả? Dạ. Vậy con có nhìn không? Nhìn hơi chút xíu rồi. Con hơi chút xíu thôi hả? Con nhìn ít hơn sẽ vần đúng không? Ai biểu con mở mắt làm gì vậy? Là gì sao? Vậy, con đã mở mắt. Xem đó là con gì? Trời ơi, nhưng mà từ từ mình mở. Mình nói thôi chứ sao xem con đó. Vốn dĩ là cậu bé nhút nhát, nhưng trong nhiệm vụ thứ hai, Seven đã năng động hơn và còn có rất nhiều trò đánh lạc hướng đội đối phương nữa. Hy vọng Seven sẽ tiếp tục giữ phong độ trong các nhiệm vụ tiếp theo để cùng bé Cherry thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cha đã giao.